em sẽ bóc tiếp mẫu tiếp theo nha. Anh chị đến mẫu nào em đọc tên mã nào thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em, hôm nay em xả bom ạ. Em xả thì bằng nửa giá tiền thôi, đều có thẻ bảo hành đi theo này. Hàng bom này thì do khách không nghe máy, không có tiền để nhận, rất là nhiều lý do, hôm nay em lên xả bằng không bằng nửa số tiền cho mình luôn nhá. Rồi đầu tiên sẽ là dây này đấy ạ. Dây này là dây ngà này. Đấy, dây này là dây ngà, bên em đang có giá 1.550.000. Bây giờ em xả ngay cho mình với giá 299.000. Đây là dây chuyền nam luôn nha, đẹp tuyệt vời này. Đấy, anh chị nào lấy mẫu này thì để lại số điện thoại cho em. Là dây ngà 299K kèm số điện thoại. Đầu tiên sẽ là gì ạ? Con rồng ngậm ngọc này, ngậm cái ngà này, dây chuyền và vàng non này, tất cả đều có giá 299.000, giá gốc là 1.550.000. Mẫu này em giảm ngay chỉ còn 299.000. Anh chị nào lấy mẫu này thì để lại số điện thoại cho em, là dây ngà kèm số điện thoại, có một thẻ bảo hành đi theo. Yên tâm cho em là 100% chất liệu của nó bằng vàng non cao cấp, được có thẻ bảo hành thu mua 80% nếu anh chị nào không muốn sử dụng nữa. Và chất liệu của nó vàng non cao cấp nên là mình tắm giặt thoải mái, mồ hôi muối thoải mái, không bao giờ hen xỉ luôn. Đây là dây chuyền nam nhá, đeo quá đẹp quá sang mà giá chỉ có 299.000. Em xả bom thì mới có giá như này thôi. Anh chị nào lấy thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em. Là dây ngà 299K kèm số điện thoại nhá. Quang Lâm dây ngà 299K lên đơn này. Hoàng Anh dây ngà 299K lên đơn ạ. Anh Cường dây ngà này mình nhận được rồi, đẹp lắm, cảm ơn tình yêu. Trọng Duy dây ngà 299K ok này. Rồi em sẽ bóc bom rất là nhiều mẫu. Các anh chị lưu ý cho em xả không bằng một phần nửa giá tiền luôn. Giá gốc của cái dây ngà này là 1.550.000. Bây giờ em xả cho mình với giá chỉ còn 299.000. Được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em. Bên em có thẻ bảo hành, thẻ bảo hành thu mua 80% nếu anh chị nào không muốn sử dụng nữa. Và thẻ bảo hành trọn đời, tắm giặt thoải mái, không bao giờ bị hoen xỉ luôn nhá. Đẹp chưa này. Đấy, một dây này chọn ba từ con rồng này, dây này, tất cả đều là chất liệu vàng non, ngậm ngà nhá, ngậm ngọc này, ngậm viên ngà này, quá đẹp luôn. 299.000, để lại số điện thoại cho em. Là dây ngà 299K kèm số điện thoại nhá. Không có số điện thoại, mẫu này thì em bị bom về tầm 20 giây thôi, nên là anh chị nào lấy thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em. Dây ngà 299K kèm số điện thoại nha. Rồi em bóc đến mẫu nào thì anh chị phải để lại số điện thoại, bởi vì giá gốc của nó đang là 1.500.000 cơ. Mà bây giờ em bị bom về nên em xả ngay cho mình. Đây, tất cả đều có thẻ bảo hành. Hàng bom này các anh chị lưu ý cho em, tất cả bên em đều cho xem hàng, đều cho xem hàng thoải mái, nhưng mà khách hàng còn chưa thèm xem này. Đây là do lý do không có tiền để nhận, rồi lại cái gì ạ? Không có thời gian để nhận, rồi lại không chịu nghe máy để nhận hàng, bên em mới xả. Đây là bên em là sướng vàng non nhá. Đây, tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo là một dây này quá đẹp luôn. Đây là dây chuyền nam luôn nhá. Dây chuyền nam luôn luôn ạ. Đây, đẹp chưa ạ? Trời ơi, cái mẫu này nhà em không có hàng mà bán, mà hôm nay bị bom về đây, em xả hết cho mình luôn. Rồi dây này là dây đại bàng. Dây đại bàng này giá gốc 1.770.000. Bây giờ em cũng giảm ngay trong livestream này cho mình với giá chỉ còn 299.000 nhá. Anh nào ưng mẫu này thì để lại số điện thoại cho em, là dây đại bàng 299K kèm số điện thoại. Có một thẻ bảo hành đi theo, mình được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em. Chất liệu vàng non cao cấp nên là tắm giặt thoải mái, mồ hôi muối thoải mái, không bao giờ bị hoen xỉ luôn nhá. Dây đại bàng 299K kèm số điện thoại cho em. Mẫu dây đại bàng này thì không bị bom nhiều đâu, em bị bom có 10 dây thôi, nên là anh nào mà đã thấy livestream này của em thì tức nghĩa là vẫn còn hàng, vẫn để lại số điện thoại thì vẫn được lên đơn nha. Rồi để lại số điện thoại cho em, là dây đại bàng kèm số điện thoại, 299.000 thôi. Em xả bom thì mới có giá đấy. Kết thúc cái hàng này, kết thúc cái live bom này, em trở về với giá gốc là 1.550.000. Nên là anh chị nào chưa để lại số điện thoại thì nhanh tay. Có thẻ bảo hành này. Đấy, bảo hành trọn đời, tắm giặt thoải mái, mồ hôi muối thoải mái, không bao giờ bị hoen xỉ. Và thu mua 80% nếu anh chị nào không muốn sử dụng nữa. Đẹp chưa ạ? Dây đại bàng, đấy, chất liệu của nó bằng vàng non cao cấp, nên mình yên tâm cho em là tắm giặt thoải mái, không bao giờ hoen xỉ luôn nhá. Tiến Đạt này, dây đại bàng 299K đã có số điện thoại lên đơn. Tuấn Hưng, dây đại bàng 299K có số điện thoại lên đơn. Khánh Điền, dây đại bàng này mình nhận được rồi, đẹp lắm, cảm ơn tình yêu. Nguyễn Hoàng, dây đại bàng 299K kèm số đã có số điện thoại lên đơn ạ. An Lê, dây đại bàng 299K ok lên đơn cho mình. Lưu ý hộ em là tất cả những mẫu này em đều xả trong livestream này là 299.000. Hết cái livestream này em trở về với giá gốc của nó là 1.770.000. Nên là anh chị nào chưa để lại số điện thoại thì nhanh tay nha. Em xả bom thì mới có giá như thế này thôi. Và yên tâm cho em là bên em cho mình xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em. Hàng bom này không phải là hàng đểu mà bị bom, mà là do khách hàng không có tiền để nhận, rồi lại những lý do là không có tiền để nhận này, không chịu nghe máy để nhận là hàng này, rồi lại từ chối vì lý do không có tiền, nên là bên em mới xả thôi ạ. Đây các chị xem kỹ hộ em này. Đấy, con đại bàng quá đẹp này, dây này, đấy, quá đẹp quá sang, 299.000 một dây này. Đây là dây chuyền nam nhá, đẹp chưa ạ? Đẹp tuyệt vời ông mặt trời nhá. Đấy, rồi để lại số điện thoại cho em bóc tiếp ạ. Những anh chị nào chưa để lại số điện thoại thì nhanh tay. Đây, toàn những lý do chưa, toàn không thèm vẫn nhận hàng, toàn với lý do như không có tiền để nhận rồi không nghe máy thôi. Có thẻ bảo hành đi theo nhá, anh chị yên tâm cho em này. Rồi tiếp theo là dây này ạ.
Cái Phật Di Lặc này bên em không phải lúc nào cũng có hàng đâu nha, đẹp quá. Trời ơi, cái Phật Di Lặc này em bị bom lại tầm đâu 15 giây ạ. 15 giây nhá. Đây là dây chuyền nam nữ đều đeo được, riêng mẫu này thì nam nữ đều đeo được, đẹp tuyệt vời ông mặt trời này. Đấy, đây là dây ngà, dây Phật ngà. Phật ngà 299K kèm số điện thoại cho em. Phật ngà 299K giá gốc là 1.550.000 nhá. Ông Phật Di Lặc này thì làm bằng ngà, bao bọc xung quanh chất liệu vàng non, nên cho mình xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em. Tắm giặt thoải mái, không bao giờ bị hoen sỉ luôn. Đi mưa đi nắng thoải mái cho em, và bên em bảo hành trọn đời, có thể bảo hành đi theo, bảo hành trọn đời cho mình luôn nhá. Rồi, Phật Di Lặc này vì sao mà em lại giới thiệu cho anh chị? Thứ nhất, Phật Di Lặc này thì mang lại may mắn bình an cho người đeo, nên là các anh chị có thể thấy trên ô tô rất là nhiều người người ta đeo cái Phật Di Lặc này trên ô tô để mang lại bình an khi đi đường, hút tài hút tiền cho hút lộc cho mình luôn nhá. Xả ngay trong livestream này với giá 299.000. Anh chị nào chưa để lại số điện thoại thì nhanh tay, dây này thì nam nữ đều đeo được. Phật ngà 299K kèm số điện thoại cho em, chỉ có 15 giây thôi. Hết 15 giây thì em trở về với giá của nó là 1.550.000. Và lưu ý hộ em là tất cả khi mà anh chị thấy cái livestream này thì vẫn còn hàng bom. Còn nếu mà không thấy cái livestream này nữa mới hết hàng bom nha. Rồi, Phật ngà 299K kèm số điện thoại cho em. Lê Hồng Thu Phật ngà này nhận được rồi, đẹp lắm, cảm ơn tình yêu. Nguyễn Thương Phật ngà 299K đã có số điện thoại lên đơn. Huyền Trang Phật ngà 299K ok lên đơn cho mình. Báo Ngọc này Phật ngà 299K ok lên đơn. Những anh chị nào chưa để lại số điện thoại thì nhanh tay cho em. Phật ngà 299K kèm số điện thoại ngay bài viết này cho em. 299.000 một dây chuyền này, được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em, và bên em có bảo hành. Bảo hành thu mua 80% nếu anh chị nào không muốn sử dụng nữa, và bảo hành trọn đời, tắm giặt thoải mái, không bao giờ bị hoen sỉ nhá. Để lại số điện thoại cho em là dây ngà 299K kèm số điện thoại nhá.